Cảm ơn rất nhiều quý vị đã chào đón tôi. Xin được gửi lời chào thăm đến tất cả quý vị có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài đã gìn giữ chúng ta trong tuần lễ vừa qua trong sự bình an. Và sáng hôm nay Chúa cho chúng ta được có mặt ở tại đây để chúng ta cùng hiệp chung với nhau, chúng ta ra mắt Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa. Và thưa quý vị, khi chúng ta hiệp chung với nhau, ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa với trọn cả tấm lòng vui mừng và biết ơn, chắc chắn Chúa Ngài sẽ ban phước cho chúng ta. Và sáng nay chúng ta có mặt ở tại đây là chúng ta được phước rồi. Cho nên quý vị hãy nói với người bên cạnh của mình, anh chị hôm nay rất được phước. Chúng ta được phước không phải vì được ban phước, mà chúng ta được phước vì sáng nay có mặt ở tại đây để thờ phượng Chúa. Và khi thờ phượng Chúa thì Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa vì những cái ngày gọi là không mong muốn nó đã qua. Để chúng ta sáng hôm nay, tôi được biết là từng rồi, chúng ta đã tập hợp lại một cách đông đủ để chúng ta nhóm lại, chúng ta thờ phượng Chúa. Chúng ta đã trải qua một cái Tết rất là bình thường. Tôi chưa bao giờ từ ngoài Bắc mà tôi quay trở về nhà đó một cách hối hả giống như chạy giặt. Đúng như vậy đó quý vị. Dự tính của tôi là thì ngày tất niên xong, ngày mùng 3 tháng 2, ngày mùng 4 tháng 2 thì tôi sẽ về. Nhưng mà ngày mùng 3 đó chúng tôi tổ chức tất niên thì tất cả các nhà hàng đóng hết, không tổ chức được. Cho nên ngày mùng 2 thì tôi vẫn ở lại ngày mùng 3, dự định là ngày mùng 4 về. Thì rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến, nói rằng thầy ơi bây giờ thầy về đi, sân bay sẽ bị đóng cửa, cho thầy sẽ không về gặp vợ gặp con cái Tết thì được, về đi. Tôi nói không sao, mà họ cứ nói về đi hoài, lầm lầm tôi nó cũng nôn nao. Thế là tôi gọi điện đổi vé máy bay, và hãng máy bay cho tôi đổi vé. Thì tôi nghĩ chắc có lẽ đóng cửa thiệt hay sao họ cho mình đổi vé. Thế là tôi đổi vé và lật đật gom tất quần áo còn ướt, gom vào bao lô, chúng tôi không kịp xếp nữa quý vị. Tôi phải bỏ thanh vẹn nữa mà gom vào, vô vào bao lô và lật đật ra sân bay. Ra sân bay thấy hết sức là bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả, giống như mà lời họ nói. Thế là về đến nhà và cảm ơn Chúa, về đến nhà cũng bình an và có một cái Tết rất là an bình ở tại nhà, không có đi đâu hết. Tết á thì chúng ta thường có những lời chúc dành cho nhau. Tôi có một lời chúc là chúc cho bạn có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình bạn, một điệp khúc tình yêu, một sự nghiệp sáng ngời. Có lời của chúc rất là tuyệt vời. Chúng ta thấy ở tại miền Bắc á, ở thành phố Hồ Chí Minh này cũng vậy. Có những ông đồ ngồi viết những cái câu chúc, những cái câu liễn về để treo ở trên nhà. Và có một trong những câu đó tôi rất thích, đó là ngũ phúc lâm môn. Ngũ phúc lâm môn. Ngũ là năm, phúc là phước, lâm là dáng, môn là cửa nhà. Môn là cửa. Năm phước hạnh đến hay là dán trên nhà của mình. Ngũ phúc lâm môn. Và năm cái phước hạnh này đó là phú, quý, thọ, khang, ninh. Phú là giàu có, quý là sang trọng, thọ là sống lâu, khang là khỏe mạnh, nên là bình an. Tôi cầu chúc năm cái phước hạnh này sẽ đến trên mỗi chúng ta trong năm 2021 này, trên mỗi gia đình của chúng ta. Nhưng thưa quý vị, làm sao để chúng ta có được năm cái phước hạnh này đây?
không phải chỉ có lời chúc cho có mà thôi, nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta một cái bí quyết để chúng ta đón nhận năm phước hạnh này đến với cuộc đời chúng ta, đến với gia đình của chúng ta, cũng như đến với hội thánh của Đức Chúa Trời. Quý vị, chúng ta mở ra ở trong Châm Ngôn đoạn số 3, từ câu 1 đến câu số 10, cho chúng ta đầy đủ năm cái phước hạnh này và cho chúng ta cái bí quyết để chúng ta nhận năm cái phước hạnh này. Châm Ngôn đoạn 3 từ câu 1 trên câu số 10. Xin kính mời hội thánh chúng ta đồng đứng lên, chúng ta cùng đọc chung với nhau phần đoạn Kinh Thánh này. Chúa, chúng con cảm ơn Chúa một lần nữa. Chúng con cảm ơn Chúa Thánh Linh, Ngài tác giả lời của Đức Chúa Trời. Con cầu nguyện Thánh Linh Chúa, Ngài giải bài lời của Ngài cho chúng con thi giờ này, để chúng con người nói, người nghe được gây dựng, được khích lệ ở trong lời của Chúa. Chúng con phó dâng thi giờ còn lại trong cái tay toàn năng của Ngài, trong sự ban ơn và chúc phước của Ngài. Chúng con thành tâm và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và xin mời hội thánh chúng ta đồng ngồi. Tôi nhắc lại, chúng ta nhìn thấy năm cái phước hạnh ở trong phân đoạn Kinh Thánh này: phú, quý, thọ, khang, ninh. Phú, quý, thọ, khang, ninh. Chúng ta sẽ theo cái thứ tự của những cái phước hạnh này. Cái phước hạnh thứ nhất đó là phú, nghĩa là sự giàu có. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta có mặt trong căn phòng này đều mong ước mình là người giàu có. Có ai không thích điều này không ạ? Ai cũng muốn mình giàu có cả. Không ai không muốn giàu hết. Rồi con của chúng ta, cháu của chúng ta cũng muốn chúng ta giàu. Có phải không ạ? Không những chúng ta muốn chúng ta giàu, mà con cháu của chúng ta cũng muốn chúng ta giàu. Rồi sao nữa? Chúa cũng muốn chúng ta giàu. Lời Chúa nói rằng Ngài là đấng giàu có, Ngài trở nên nghèo để cho chúng ta được gì ạ? Được giàu. Có nghĩa là chúng ta muốn mình giàu, con cái muốn chúng ta giàu, rồi Chúa cũng muốn chúng ta giàu nữa. Thường khi nghĩ đến giàu có đó, thì chúng ta phải nói rằng mình phải có sự khôn ngoan, rồi phải tính toán, rồi phải làm ăn thế nọ thế kia vân vân. Điều đó là đúng không sai. Nhưng mà lời của Đức Chúa Trời chỉ cho tôi và quý vị chúng ta một cái bí quyết vô cùng quan trọng và ai cũng có thể làm được. Chúng ta nhìn thấy ở trong câu số 9 và câu số 10 của Châm Ngôn đoạn 3: hãy lấy tài sản và hoa lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Như thế nhà kho của con sẽ đầy lúa mì và hầm ép rượu của con sẽ tràn rượu mới. Đây là cách nói của người Do Thái dành cho những người giàu có. Hãy lấy tài sản và hoa lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Như thế nhà kho của con sẽ đầy lúa mì và hầm ép rượu của con sẽ tràn rượu mới. Như vậy thì quý vị ơi, muốn giàu có chúng ta phải lấy tài sản và hê lợi đầu mùa tôn vinh Chúa của chúng ta. Hê lợi đầu mùa nói lên một cái gì tốt nhất, một cái gì quý giá nhất. Chúng ta tôn vinh Chúa của chúng ta, chúng ta dâng cho Chúa của chúng ta tài sản, hê lợi đầu mùa là một cách chúng ta dâng lên cho Chúa, là một cách chúng ta tôn vinh Chúa. Và khi chúng ta lấy tài sản và hê lợi đầu mùa chúng ta tôn vinh Chúa, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng nhà kho của chúng ta sẽ đầy lúa mì, hầm ép rượu sẽ tràn rượu mới khi lấy tài sản và hê lợi đầu mùa tôn vinh Chúa. Nhớ nha, hê lợi đầu mùa. Tại sao có nhiều người dâng hiến? Có, nhưng
vẫn không giàu. Nhiều khi chúng ta dân không đúng cách. Ở đây Kinh Thánh nói rất rõ, hãy lấy tài sản và quê lợi đầu mùa. Điều này nói lên cái gì? Nó quý giá nhất. Cái đầu tiên chúng ta có, chúng ta dâng cho Chúa. Dâng quê lợi đầu mùa. Tôi biết có nhiều người, họ cũng nộp, họ cũng dâng, nhưng mà họ tính toán, họ trừ hết rồi đó. Ê, phần còn lại, dâng. Quý vị, như vậy thì có phải là quê lợi đầu mùa không ạ? Như vậy thì không phải là quê lợi đầu mùa. Quê lợi đầu mùa là khi chúng ta có, chúng ta dâng liền. Đó mới là quê lợi đầu mùa. Khi những người làm vườn, khi mà họ có trái cây, đầu tiên họ lấy cái đó, họ bán, họ dâng. Đó là quê lợi đầu mùa. Chứ không phải là trả tiền điện, rồi tiền nước, rồi tiền mắm, tiền muối, trừ hết rồi còn lại đó, rồi mới tính mà dâng. Như vậy thì không phải là quê lợi đầu mùa. Mà ở đây nói rằng hãy lấy tài sản và quê lợi đầu mùa của con đó mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Thì ở đây nó là nhà kho sẽ đầy lúa mì, hầm ép rượu sẽ tràn rượu mới, luôn luôn đầy đủ dư dật khi chúng ta lấy tài sản quê lời đầu mùa tôn vinh Chúa. Chúng ta sẽ có được cái phước hạnh này. Phú. Rồi, cái phước hạnh thứ hai đó là quý. Vì quý có nghĩa là nói về một cái sự sang trọng, một cái sự tôn trọng. Quý vị, ở đây nó quan trọng lắm. Giàu có mà không được tôn trọng đó, đi đến đâu người ta ghét đến đó đó, khi đến đâu mà ta bỏ ta chạy đến đó đó, thì cũng như không, thì cũng buồn lắm phải không ạ? Nhưng phải được tôn trọng, phú phải quý, phú quý phải đi kèm với nhau. Giàu có rồi phải được tôn trọng, giàu có phải được người ta tôn trọng. Thì ở đây lời của Chúa cho chúng ta biết một cái bí quyết để chúng ta có được cái điều này. Quý vị, chúng ta nhìn thấy ở trong câu số 3 và câu số 4. Đừng để sự nhân từ và sự chân thật lìa bỏ con. Hãy đeo nó vào cổ con, ghi nó nơi bia lòng con. Như vậy trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ được ân huệ và khôn ngoan thật. Như vậy trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ được ân huệ, hay là con sẽ được tôn trọng. Và muốn như vậy thì Kinh Thánh nói rằng đừng để sự nhân từ và chân thật lìa bỏ con. Quý vị, muốn người ta tôn trọng thì cái sự nhân từ và cái sự chân thật nó phải có ở trong đời sống của chúng ta. Và Kinh Thánh nói rằng hãy đeo nó vào cổ, rồi làm gì nữa? Ghi nó nơi bia lòng. Đeo vào cổ, ghi khắc vào trong lòng. Sự nhân từ có nghĩa là nói về cái sự yêu thương. Sự chân thật nghĩa là một cái chân lý, một cuộc sống một cách ngay thẳng. Quý vị, muốn người ta tôn trọng phải có tấm lòng nhân từ đầy yêu thương. Phải sống ngay thẳng trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Và chúng ta có điều này, chúng ta sẽ được tôn trọng. Sống nhân từ, sống yêu thương. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh cách đây trên dưới một tuần gì đó, quý vị xem báo chí thì chúng ta thấy có một người đi một chiếc xe rất sang. Chúng ta nhớ có đọc qua câu chuyện này không ạ? Dạ, chiếc xe mẹt phải không? Đụng vào một anh đi xe gắn máy. Mà cái lỗi hoàn toàn thuộc về cái anh đi xe gắn máy này. Thường thường đó, tôi chứng kiến luôn nha, tôi chứng kiến luôn á. Rồi mình xem trên báo chí nữa. Khi mà xe gắn máy nó lỡ, nó va vào một chiếc xe sang, xe bốn chỗ đó, tài xế nó mở cửa xuống là nó đánh liền. Đánh liền chứ không nói gì hết.
xử liền. Có nhiều tay bắt đầu rút đồ chơi ra liền, chơi liền, và nó rượt, nó đánh với nhau, bao nhiêu người can cũng không được. Nhưng mà lạ thay cái anh này đó, anh đụng mà anh kia té xuống rồi, anh xuống anh đứng anh nhìn, chúng ta nhớ không ạ? Anh xuống anh nhìn, anh quan sát. Anh quan sát xong rồi đó, anh nói không sao đâu, anh đền không có nổi đâu. Không có đền nổi đâu, nhìn cái xe anh đi là biết anh đền không nổi rồi. Chờ bảo hiểm đến xử lý, móc túi ra cho thêm tiền nữa, về sửa xe máy đi, đi cẩn thận nha. Về rồi quý vị nhớ tặng thêm chiếc xe nữa phải không ạ? Ồ, cho nhân viên gọi anh chàng đó đến và tặng cho anh một cái xe máy khác, để đi xe anh cũ nát quá rồi, tặng cho một cái xe máy khác. Và nếu anh đồng ý nhận vào với công ty của tôi làm việc luôn. Ồ, cái anh này anh sống nhân từ quá, sống yêu thương quá. Quý vị đọc và cảm động vô cùng, ông rớt nước mắt. Cảm động quá. Sống nhân từ, sống yêu thương. Quý vị muốn người ta tôn trọng, muốn được tôn trọng, thì chúng ta phải sống nhân từ, sống yêu thương, sống ngay thẳng trước mặt Chúa. Và Kinh Thánh nói rất là rõ, đừng để sự nhân từ và sự chân thật lìa bỏ con. Đừng để nó lìa khỏi chúng ta. Hãy đeo nó vào cổ, ghi khắc ở trong lòng. Cái tình yêu thương, cái sự chân thật, hãy đeo vào cổ, hãy ghi vào trong lòng. Như vậy trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ được ân huệ, con sẽ được tôn trọng. Quý vị sang trọng không phải nhận mặc những cái bộ đồ sang đẹp đâu. Mặc dù thấy cũng được thưởng phải không ạ? Nhưng mà nó quan trọng là cái từ bên trong á. Hãy ghi khắc vào bên trong lòng á. Quý vị, chúng ta có cái lòng nhân từ, chúng ta có tình yêu thương, chúng ta sống chân thật, chúng ta sẽ sang trọng, chúng ta sẽ được tôn trọng. Bao nhiêu người muốn điều này? Tất cả chúng ta đều muốn điều này. Như vậy thì hãy sống nhân từ, hãy sống ngay thẳng trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Và nhân từ ở đây tôi nói rồi, mà sống yêu thương, có một đời sống nhân từ, đời sống yêu thương và sống chân thật, chúng ta sẽ được tôn trọng. Đó là cái phước hạnh thứ hai. Chúng ta nhắc lại, cái thứ nhất là phú và giàu có. Cái thứ hai là quý, là tôn trọng. Phú quý rồi, cái thứ ba, phú quý thọ. Bao nhiêu người muốn sống lâu? Ai cũng muốn sống lâu hết phải không ạ? Không ai muốn chết sớm cả. Không ai muốn chết yểu hết. Chết sớm rồi chết yểu, không ai muốn chết sớm cả. Ai cũng muốn sống lâu hết. Trường sinh bất tử. Trước kia các vua chúa họ tìm đủ mọi cách để bào chế ra được những cái loại thuốc làm sao mà uống vào và trường sinh bất tử. Ai cũng thích sống lâu hết. Nhưng mà làm sao để sống lâu đây? Làm sao để thọ đây? Ô, tôi đọc Kinh Thánh tôi cảm thấy thích thú vô cùng. Cảm tạ Chúa. Chúa quá tuyệt vời. Bởi vì không phải ở Mỹ mới sống lâu. Nếu mà Kinh Thánh nói ở Mỹ đi rồi được sống lâu, như vậy mình ở Việt Nam mình không sống lâu à? Chúng ta thấy không ạ? À? Chúa tuyệt vời không? Hay là ăn bào ngư di cá, đang ăn yến đi được sống lâu? Chúa có nói như thế không? Không. Nói như vậy thì những người nghèo làm sao có đủ điều kiện để mà ăn? Hay ngủ phòng điều hòa đi sống lâu? Ngủ phòng điều hòa cho sớm. Ngủ đệm kim đan đi rồi được sống lâu? Có phải vậy không ạ? Uống nhiều thuốc bổ vitamin vào sống lâu? Cũng không phải luôn. Không phải ở thành phố Hồ Chí Minh mới sống lâu. Không phải ở thủ đô Hà Nội mới sống lâu. Không phải. Tất cả đều không phải. Nhưng mà lời của Chúa cho chúng ta biết rằng muốn sống lâu thì chúng ta phải làm gì đây? Ở trong câu số 1 và câu số 2. Hỡi con ta, chớ quên lời ta khuyên dạy. Lòng con hãy giữ các điều răn của ta, vì nó
sẽ cho con được gia tăng tuổi thọ. Bao nhiêu người muốn mình được gia tăng tuổi thọ? Thì Kinh Thánh cho chúng ta cái bí quyết rất rõ ràng: vâng giữ điều răn của Chúa. Hỡi con ta, chớ quên lời ta khuyên dạy, lòng con hãy giữ các điều răn của ta, nó sẽ gia tăng tuổi thọ cho con. Điều răn của Chúa còn tóm lại đó, thì còn có hai điều: kính Chúa và yêu người. Kính Chúa, yêu người, sống lâu. Amen. Quý vị có vẻ hơi nghi ngờ ha? Không phải tôi nói mà lời Chúa nói. Bởi vì chúng ta vâng giữ điều răn của Chúa, chúng ta sẽ sống lâu. Ở đây lời Chúa nói rất rõ ràng: vâng giữ điều răn của Chúa. Và quý vị, trong cái 10 điều răn đó, cái điều răn thứ 5 đó là hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất. Hãy hiếu kính cha mẹ để được sống lâu trên đất. Đây là điều răn của Chúa. Không phải ở nước văn minh, không phải ăn cao lương mỹ vị, không phải, mà vâng giữ điều răn của Chúa. Quý vị, rất đơn giản, vâng giữ điều răn của Chúa. Lòng con hãy vâng giữ điều răn của Chúa. Và một trong những điều răn của Chúa là hiếu kính cha mẹ. Ở đây quý vị để ý lời của Chúa, nó lòng, không phải chỉ nói trên môi miệng mà thôi. Lòng con vâng giữ điều răn của Chúa. Có nhiều người họ nói trên môi miệng rất giỏi. Hiếu kính cha mẹ là điều răn của Chúa. Có nhiều người nói rất giỏi, nhưng quan trọng là tấm lòng á. Vâng giữ điều răn của Chúa. Và điều răn của Chúa là kính Chúa, là yêu người. Điều răn của Chúa đó là hiếu kính cha mẹ, là hiếu kính cha mẹ. Quý vị ơi, hãy bày tỏ tấm lòng kính sợ Chúa, yêu mến Chúa và yêu mến người lân cận như chính mình. Và điều quan trọng đó là hiếu kính cha mẹ. Và khi chúng ta giữ điều răn của Chúa, chúng ta hiếu kính cha mẹ, chúng ta sẽ được sống lâu trên đất này, chúng ta sẽ được gia tăng tuổi thọ. Hãy hiếu kính cha mẹ. Tôi chúc mừng những ai còn cha còn mẹ. Tôi, hai ông bố đẻ của tôi và ông bố vợ đều qua đời. Quý vị, ông bố đẻ của tôi đó, khi ông qua đời, gia đình tôi rất nghèo. Nghèo giống như miền Tây mình nói, nghèo rớt mồng tơi. Nghèo lắm. Phải nằm ở nhà chịu, không có tiền đi bệnh viện. Thèm ăn một cái tô phở, tô hủ tiếu, tô mì, không có tiền. Nghèo vô cùng. Và cuối cùng bố tôi qua đời. Ở tại nhà, không đi bệnh viện gì. Nghèo lắm. Lúc đó nhà cũng ở dưới quê. Và bố tôi đã qua đời rồi. Quý vị, bây giờ tôi có thể có điều kiện mua được bát phở, bát mì, hủ tiếu, nhưng không có cơ hội nữa. Không có cơ hội. Và tôi nói rằng khi mẹ còn sống, má còn sống, hãy làm điều gì mình có thể làm được, hãy cố gắng hết sức mà làm. Hãy bày tỏ tấm lòng hiếu thảo khi bố mẹ chúng ta còn sống. Chúng ta hãy làm hết sức những gì chúng ta có thể. Vì đó là điều răn
Đó là luật pháp để chúng ta được sống lâu ở trên đất. Amen. Xin Chúa giúp đỡ cho tôi và quý vị để chúng ta là những người sống thọ ở trên đất này. Và muốn như vậy, quý vị hãy vâng giữ điều răn luật pháp của Chúa. Chớ quên lời ta khuyên dạy, lòng con hãy giữ các điều răn của ta. Kính Chúa yêu người, bày tỏ tấm lòng hiếu kính với cha với mẹ của mình. Amen. Chúng ta nhắc lại ha. Thứ nhất là phụ khang. Khang là nói về cái sức khỏe mạnh. Khang là khỏe mạnh. Sống thọ mà không có khỏe mạnh đó nha, nó khổ vô cùng quý vị. Ôi tôi cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi xin Chúa cho con sống thọ, mà Chúa cũng cho con sống khỏe nữa Chúa. Ngủ một đêm lên đường luôn nó khỏe. Sống thọ mà nó không có khỏe đó là nó khổ vô cùng. Chúng ta tất cả đều muốn mình sống thọ. Amen. Quý vị, cái người mà đang nằm trong bệnh viện còn sống hay chết? Sống. Cái người mà bị bán thân bất tội, nó nằm một chỗ, nó sống hay chết? Sống. Mà sống, sống một đời sống thực vật. Sống mà không có tự múc cái thức ăn đưa vào trong miệng mình được, uống sữa cũng không là được luôn nữa. Sống mà phải nhờ người khác giúp đỡ. Có sống như vậy thì có muốn sống không? Không. Không. Cho nên quý vị sống lâu rồi, hãy cầu nguyện xin Chúa cho mình sống khỏe. Thọ rồi phải khang. Kìa, sống lâu trên đất này nhưng phải khỏe mạnh. Chúng ta nhìn thấy biết bao nhiêu người rất là cực khổ, phải nằm một chỗ, nằm một chỗ, yếu đau tật bệnh rất khổ. Nhưng lời của Chúa chỉ cho chúng ta cái bí quyết không những sống thọ mà lại sống khỏe nữa. Chúng ta nhìn thấy ở trong câu số 7 và câu số 8: đừng khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, lìa bỏ điều ác, như vậy rốn con sẽ được lành mạnh và xương con sẽ được cứng cáp. Người Do Thái họ nói những người mà khỏe mạnh đó, rốn được lành mạnh là cái trung tâm của con người á, được lành mạnh và xương sẽ được cứng cáp. Đây nói về một cái người khỏe mạnh. Quý vị có nghe nói đau thấu xương, đau tận xương không? Đau tận xương tủy á. Nhưng mà xương tủy của chúng ta sẽ được khỏe mạnh. Rốn sẽ được khỏe mạnh, xương sẽ được cứng cáp, xương tủy khỏe mạnh cứng cáp. Như vậy thì muốn như vậy đó thì chúng ta phải làm gì đây? Đừng khôn ngoan theo mắt. Nghĩa là đừng toan tính theo cái ý riêng của mình. Cái sự khôn ngoan của mình, phải ăn cái gì, ăn cái gì, ăn cái gì. Ăn cẩn thận là tốt. Tôi nói một cách cân đối nha. Ăn cẩn thận là tốt. Ăn theo khoa học á là tốt. Nhưng mà đừng có cậy quá vào cái sự khôn ngoan của mình. Đừng khôn ngoan theo mắt, nhưng hãy kính sợ Chúa và lìa bỏ điều ác thì con sẽ sống khỏe mạnh. Không phải phải ăn bổ dưỡng sống khỏe mạnh. Ăn khoa học thì nó cũng giúp ích cho cơ thể của chúng ta, nhưng mà không hẳn là như vậy. Và nếu như vậy những người không có điều kiện thì sao? Cho nên chúng ta một lần nữa chúng ta thấy Chúa mình tuyệt vời không ạ? Muốn có đời sống khỏe mạnh phải làm gì? Đừng khôn ngoan theo mắt mình. Kính sợ Chúa, lìa bỏ điều ác, sẽ có một đời sống khỏe mạnh. Ai cũng làm được hết, thành thị cũng như nông thôn, nước văn minh
hay là ở trong nước kém văn minh. Ai cũng sống thọ và sống khỏe được cả nếu kính sợ Chúa, lìa bỏ điều ác. Thế có đời sống khỏe mạnh. Cảm ơn Chúa. Tôi không biết quý vị sao tôi đọc cái chỗ này, tôi cảm ơn Chúa nhiều lắm. Vì tôi thì nhà ở miền Tây, hầu vị Chúa ngoài miền Bắc, đi lên vùng Tây Bắc nhiều. Những vùng đó thì ở đây có mấy cô đi lên đó rồi, chúng ta biết là không có điều kiện để ăn khoa học đâu. Không có điều kiện mà ăn đúng chất cái gì đâu, không có. Cơm ăn no là mừng lắm rồi, chứ đừng nói tôi ăn ít tinh bột vào, không có. Không có tinh, không có ăn cơm thì lấy gì ăn mà không ăn. Cho nên cảm tạ Chúa về lời của Chúa quá tuyệt vời. Để sống khỏe mạnh đó, đó là không khôn ngoan theo mắt, kính sợ Chúa và lìa bỏ điều ác. Chúng ta sẽ sống khỏe mạnh. Nhắc lại nhé. Thứ nhất là lìa bỏ giàu có, sang trọng, tôn trọng. Thứ hai, ba, sống lâu. Thứ tư, khỏe mạnh. Cảm ơn Chúa. Có được bốn cái này rồi, nhưng mà cái thứ năm nó cũng quan trọng lắm. Nên sống lâu, sống khỏe mà lòng không có bình an thì nó cũng khổ vô cùng. Nên nó là bình an. Quý vị mà lúc nào sống mà cũng bất an, lo lắng và sợ hãi hết thì chúng ta có nên sống không? Người ta nói tư tưởng mà nó không thông, nó dắt bình đông nó cũng nặng luôn á. Cho nên sống lâu, sống khỏe nhưng mà lòng đầy bất an, đầy lo lắng thì cũng không nên, phải không ạ? Cho nên đó là một cái sự bình an. Nhưng mà làm sao để có được điều này? Lời của Chúa cũng chỉ cho chúng ta rất rõ ràng ở trong câu số 5 và câu số 6. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi nẻo lối con. Chính Ngài sẽ sang bằng các nẻo con đi. Tôi đọc lại một lần nữa. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con. Chính Ngài sang bằng các nẻo con đi. Quý vị muốn có một sự bình an thì hãy hết lòng tin cậy Chúa. Nghĩa là phó thác đường lối mình cho Chúa, tin cậy nơi Chúa, Ngài sẽ bày tỏ sự bình an trên đời sống của chúng ta. Quý vị, khi chúng ta hết lòng tin cậy nơi Chúa đó, chúng ta sẽ tràn ngập sự bình an. Chúng ta không lo lắng vì chúng ta tin cậy nơi Chúa của chúng ta. Chúa của chúng ta là Chúa bình an. Dù COVID hay không COVID, chúng ta hãy tin cậy nơi Chúa. Dù có chết, chúng ta cũng cảm tạ Chúa. Và chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta sẽ có được sự bình an. Chúng ta tin cậy Chúa của chúng ta là Chúa tốt lành. Mọi việc xảy đến với chúng ta đều được cho phép của Chúa. Quý vị, nếu Chúa không cho phép thì không việc chi xảy đến với chúng ta cả. Tại sao có nhiều người họ bất an? Bởi vì họ không tin cậy Chúa. Chúng ta tin cậy Chúa, chúng ta sẽ có được sự bình an. Hết lòng tin cậy Chúa, lòng sẽ bình an. Tôi cảm ơn Chúa, từng ngày Chúa dạy dỗ tôi và tôi đã có kinh nghiệm được điều này. Quý vị, bất cứ cái điều gì xảy ra, lòng tôi cảm thấy rất bình an. Không có gì phải lo lắng. Có nhiều người mới lo lắng, bô rô, chạy đôn, chạy đáo. Tôi nói không sao cả. Chúa không cho phép là không việc gì xảy đến với chúng ta cả. Mà nếu Chúa cho phép xảy đến là ích lợi cho chúng ta. Hãy hết lòng tin cậy Chúa để chúng ta có được sự bình an. Hãy hết lòng tin cậy nơi Chúa. Và ở đây chúng ta đọc lại lời của Chúa. Quý vị đọc chậm rãi, chúng ta thấy rất là hay nè. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con. Hãy nhận biết Chúa
trong mọi đường lối của chúng ta. Tin cậy Chúa, nhận biết Chúa, Chúa Ngài sẽ chỉ dẫn mọi nẻo đường của chúng ta. Bình an không? Như vậy bình an không? Quý vị, Chúa chỉ dẫn mọi nẻo đường của chúng ta đi là bình an không? Bình an. Tin cậy Chúa, nhận biết Chúa, Ngài sẽ chỉ dẫn mọi nẻo đường của chúng ta. Chúng ta có được sự bình an trong đời sống của mình. Xin Chúa cho tôi và quý vị, trong năm 2021 này, chúng ta có đầy đủ 5 cái phước hạnh này: phú quý thọ khang ninh, giàu có, tôn trọng, sống lâu, khỏe mạnh, bình an. Amen. Giàu có, tôn trọng, sống lâu, khỏe mạnh, bình an. Nguyện Chúa ban cho tôi và quý vị chúng ta có đầy đủ 5 cái điều này trong cuộc đời của chúng ta, trong gia đình của chúng ta. Amen. Ngũ phúc lâm môn. Chúa ban phước cho quý vị.